Mỗi lần người đàn ông này đi qua cầu, đều sẽ cho ông già mù 3 đồng bạc. Nhưng khi gia đình người đàn ông bị kẻ thù rượt đuổi, ông già mù sử dụng một chiếc ghế băng bị hỏng, ngăn chặn những kẻ giết người máu lạnh này lại. Sau đó ngồi trên băng ghế, kéo đàn nhị, đám sát thủ căn bản coi thường ông, tiếp tục tiến lên truy sát. Không ngờ sau một khúc, đám sát thủ toàn bộ bị giết sạch, xác chết la liệt. Người đàn ông tên là Phá Quân, anh ta từ trước đến nay giết người, không cần dùng đến nhát thứ hai. Thủ đoạn nhanh gọn tàn ác đã giúp cho anh trở thành đại ca xã hội đen tàn ác nhất. Anh ta bình thường không chút biểu cảm, chỉ trước mặt người vợ yêu quý của mình là Ngô Kinh mới lộ ra vẻ mặt ấm áp, mỗi ngày đều rất nghe lời vợ. Ngô Kinh mặc dù hai mắt bị mù nhưng lại đặc biệt thích xem kịch. Không ngờ mấy diễn viên trên sân khấu đều là những sát thủ do các thế lực thù địch cử đến. Phá Quân đối mặt với loại ám sát này sớm đã quá quen, nhưng anh ta tuyệt đối không thể để cho đối phương dễ dàng làm tổn hại đến người vợ yêu quý của mình. Sao thế? Không sao, đánh một con ruồi thôi. Phá Quân lập tức dùng lực hất bay tên sát thủ. Hóa ra từ nhỏ anh ta đã tôn sùng kiếm trương đại tiên nổi tiếng ở Giang Nam, học được tuyệt thế võ công. Hai tên tiểu tốt này căn bản không phải đối thủ của anh. Lúc này một tên sát thủ tên là Khấp Huyết cầm thanh đao lớn chém tới. Phá Quân lập tức phản ứng được, một cảm giác áp bức chưa từng có. Sức chiến đấu của Khấp Huyết cực kỳ mạnh mẽ, điên cuồng vung kiếm chém, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Phá Quân đã sử dụng chiến thuật khéo léo hóa giải, sau đó đứng dậy, tay không cướp lấy thanh đao. Chỉ thấy thanh đao đang xoay tròn trước mặt Ngô Kinh, nhưng vẫn không thể làm tổn thương cô ấy. Chiến lực hùng hồn của Khấp Huyết cũng bị Phá Quân đánh tan, lập tức bay ra ngoài. Nhưng Phá Quân lại không hề giết anh ta, ngược lại cho anh ta cơ hội giết mình. Đối mặt với con dao găm đang đâm tới, Phá Quân không hề né tránh. Hóa ra trước khi xuống núi, sư phụ đã từng tính cho anh một quẻ, đời này một khi gặp được Khấp Huyết sẽ giúp anh ấy đạt được một sự nghiệp lớn. Khấp Huyết quả nhiên đã bị định lực phi thường của Phá Quân chinh phục, quyết định từ nay trở về sau sẽ làm trâu làm ngựa cho Phá Quân. Điều kiện là Phá Quân phải thả hai đồng đội của mình. Từ khi thu phục được Khấp Huyết, Phá Quân quả nhiên như hổ mọc thêm cánh, không đến một tháng đã tiêu diệt tất cả các băng đảng đối thủ. Không ngờ một tối Phá Quân lại bị ác mộng đánh thức. Trong mơ anh thường bị một gã nữ người nửa sói điên cuồng đuổi giết. Hóa ra năm đó sự phụ tính ra quả, còn một phần khác đó chính là Phá Quân gặp phải sự truy bắt của Tham Lang, liên tiếp gặp nguy hiểm, hai người buộc phải quyết đấu một trận sinh tử. Người này rất có khả năng chính là Tham Lang trong truyền thuyết. 18 năm trước ngôi sao thiên khu rơi xuống thế giới, biến thành một đứa trẻ, đối mặt với bầy sói hoang, 3 ngày chưa ăn, đứa trẻ lại không hề hoảng sợ, trực tiếp triệu hồi ấn ký linh hồn sói trong cơ thể. Tọa đàn sói sợ hãi rút lui, sau đó anh ta liền thống trị khu rừng này suốt 18 năm, cho đến một ngày, một nhóm tự săn bỗng chạy đến đây đánh bắt. Cô gái phóng tiễn bắn trúng một con sói hoang, bước đến nhìn liền phát hiện, vậy mà lại là một chàng trai. Cô gái thấy vậy lập tức đưa chàng trai về sơn trại sơ cứu, nhưng khi vừa rút mũi tên ra, anh chàng lại bỗng phát điên, nhảy lên, lộ ra ấn ký 7 sao đằng sau lưng. Thư sinh vừa nhìn đã nhận ra, chàng trai này chính là Tham Lang trong truyền thuyết. Tham Lang sợ hãi ngay lập tức, xô ngã một dân làng xuống đất, sau đó bị đám người bắt lại. Bọn họ cho rằng Tham Lang là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, còn suýt chút nữa bóp chết một dân làng. Theo quy tắc cần phải lập tức hành hình. Thời khắc nguy cấp, Tiểu Mỹ kịp thời chạy đến tranh luận với mọi người. Hóa ra bất luận là ai, chỉ cần có thể đi qua pháp trận 4 con thú trong truyền thuyết, theo quy tắc sẽ có thể miễn tội chết. Trại chủ quyết định cho Tiểu Mỹ thời gian 7 ngày lúc Tham Lang phá giải trận pháp, nhưng hàng ngàn năm trước chưa từng có ai thành công. Hơn nữa Tham Lang vốn có thú tính khó thuần phục, Tiểu Mỹ căn bản không thể giao tiếp với anh ta. Thấy Tham Lang tràn đầy địch ý với mình, Tiểu Mỹ chủ động tự nguyện duỗi tay ra để cho anh ta cắn mình một miếng, để trả lại mối thù một mũi tên lúc sáng. Tham Lang nhận ra đối phương không có ác ý, không cắn nữa. Nhưng sau khi Tiểu Mỹ cởi trói cho anh ta, Tham Lang trực tiếp co chân bỏ chạy. Anh ta phải trở lại rừng. Thư sinh nói trên người Tham Lang đã nhiễm nhân khí, bầy sói khả năng đã không thể chấp nhận anh ta nữa. Tiểu Mỹ vô cùng lo lắng, lập tức chạy đuổi theo. Không ngờ một bầy sói bỗng xuất hiện, nhưng mục đích của chúng là Tiểu Mỹ. Tham Lang để bảo vệ cô, lập tức lộ ra linh hồn sói, dọa bầy sói rút lui, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến vết thương do mũi tên gây ra, lập tức ngất đi trong lòng Tiểu Mỹ. Từ đó về sau, hai người đã tin tưởng nhau. Sau nhiều ngày ở cạnh, Tham Lang cũng dần mất đi thú tính, mặc quần áo do Tiểu Mỹ tự may, chuẩn bị đá phá giải trận pháp tứ thú. Cái gọi là trận pháp tứ thú chính là bốn vị đường chủ trong sơn trại mô phỏng bốn loài thú đại bàng, hổ, rắn và khỉ, tạo thành một loại trận pháp mà người bình thường không thể hóa giải. Nhưng Tham Lang nửa người nửa sói, chiến đấu chống lại thú dữ cả ngày, một mình đấu với bốn vị đường chủ cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng khi anh ta chiến đấu với đường chủ rắn, vô tình lại kích hoạt hộ thể linh hồn sói, không chỉ mọc ra nanh sói, còn lập tức mất đi lý trí, trực tiếp nắm lấy đùi đường chủ đại bàng, sau khi bẻ gãy lại ném anh ta bay ra xa hàng chục mét. Tiếp theo là một tiếng gầm, các sóng âm thanh mạnh mẽ phát ra ngay lập tức, khiến đường chủ rắn bay ra ngoài. Nhìn thấy Tham Lang quay đầu nhìn chằm chằm về những người dân vô tội, Tiểu Mỹ lập tức tiến lên xoa dịu anh ta. Mặc dù Tham Lang đã phá giải được trận pháp, có thể tránh được cái chết, nhưng anh ta đã thể hiện tính bạo lực ra, cũng dẫn đến sự cảnh giác của trại chủ. Vì vậy nhanh chóng tìm thư sinh thương nghị đối sách. Thư sinh chỉ đành nói ra thân thế truyền kỳ của Tham Lang,
Hóa ra 18 năm trước, thư sinh đã xem ra sao thiên khu sẽ rơi xuống nhân gian, hóa thân thành một cậu bé. Ông vốn muốn đến đưa cậu bé về sơn trại nuôi dưỡng, không ngờ bầy sói lại đi trước một bước, đưa cậu bé đi. Sau lưng cậu bé có ấn ký 7 ngôi sao, một khi bị khiêu khích sẽ biến thành người sói. Nhưng dựa theo 76 lời tổ tiên để lại, người này có thể giúp đỡ sơn trại hóa giải đại nạn. Nhưng thư sinh vẫn luôn không thể nhìn thấu chim lạ bay trên trời, thú lớn hoành hành, hàm ý của hai cậu này. Cho đến khi đứa con phá ra chi tử của trại chủ A Quỷ đột nhiên trở lại, anh ta đem về một thứ chết tiệt gọi là súng lục, còn nói người ngoại quốc đã lái một con chim sắt to biết bay đánh vào trong nước. Bên cạnh đó họ còn có một con thú sắt lớn biết chạy trên đất, chỉ cần nổ là có thể nổ tung hàng ngàn người. Trại chủ nghe xong lập tức sững sờ. A Quỷ nhân cơ hội bảo cha lấy ra vàng mà tổ tiên để lại, đổi tất cả vũ khí trong sơn trại thành thú sắt lớn để tránh khi người nước ngoài đánh đến, dân làng không thể ứng phó. Không ngờ bị trại chủ phát hiện ngay tại chỗ. Hóa ra A Quỷ nợ một khoản lớn, muốn lừa lấy ít vàng để trả nợ. Tên côn đồ phát hiện ra rằng A Quỷ không lấy được vàng, không nói lời nào trực tiếp nổ súng tiễn trại chủ về Tây Thiên. Tham lang thính giác nhạy bén, lập tức men theo tiếng súng nhảy vào trong nhà trại chủ. Những kẻ côn đồ vốn cũng muốn giết anh ta, tại không ngờ anh ta có thể né được đạn, nhưng cuối cùng vẫn không cẩn thận bị trúng một phát súng. A Quỷ để có thể tìm được vàng, liền đề nghị đem cái chết của trại chủ để lên đầu tham lang. Dân làng không biết chân tướng, quyết định đánh chết anh ta. Thời khắc nguy cấp, Tiểu Mỹ đã liều mạng xông lên bảo vệ anh ta. Phát hiện Tiểu Mỹ bị ức hiếp, anh ta cuối cùng cũng hoàn toàn phẫn nộ, một cú lộn nhào trên không, lập tức biến thành hình dạng một con sói. Đám đông ngay lập tức tê liệt vì sợ hãi, thấy anh ta sắp giết người, Tiểu Mỹ vội tiến lên ngăn cản. Sau khi an ủi anh, tham lang cuối cùng cũng khôi phục lại lý trí. Thư sinh nhận thấy có điều gì đó không ổn, tham lang không thể nào vô duyên vô cớ giết trại chủ được, vì vậy liền đề nghị sau khi điều tra rõ nguyên nhân cái chết, hãng xử trí tham lang. Đường chủ rắn ngay lập tức đi điều tra, không ngờ lại bị nữ sát thủ tấn công lén, chết ngay tại chỗ. Lần trước đổ tội cho tên người sói đó, thế lần này đổ tội cho ai đây? Tên mọt sách đó, vì vậy thư sinh cũng bị phán tử hình cùng. A Quỷ chuẩn bị đâm chết tham lang, không ngờ phía sau lại truyền đến một trận kêu gào. Đám người quay đầu lại nhìn mới nhận ra sơn trại đã bị đàn sói bao vây lại. Cùng lúc đó tiếng sói tru vang lên cũng đánh thức tham lang, anh ta trực tiếp biến thành vua sói, một tiếng gầm kêu gọi tấn công. Thư sinh thấy vậy lập tức phái người đi tìm Tiểu Mỹ đến để điều tra sự thật. Thư sinh đã đến nhà của trại chủ, lại phát hiện nữ sát thủ đã chờ ông từ lâu. Nữ sát thủ ném ra một phi tiêu, không ngờ thư sinh lại bắt được, ném ngược lại, giết chết cô ta, sau đó chạy đi tuyên bố âm mưu của A Quỷ và đám sát thủ. Và lúc này tham lang cũng được tiếng sáo của Tiểu Mỹ xoa dịu, dần khôi phục lại hình người. Tên sát thủ thấy vậy lập tức nổ súng bắn về phía người dân vô tội. Tham lang vốn muốn lên ngăn cản, không ngờ cũng vô tình bị trúng đạn. A Quỷ thấy hai người không địch lại, vội vàng đẩy tên sát thủ cho dân làng đánh chết, sau đó nhân cơ hội chạy khỏi sơn trại. Thấy tham lang đã hấp hối, bầy sói canh gác ở bên cạnh rất lâu không muốn rời đi. Đám sói không nỡ xa vua của chúng, chúng ta hãy trả cậu ấy về với bầy sói đi. Tiểu Mỹ cũng rất hối hận, vì vậy cô quyết định trả anh yên nghỉ ở chốn hoang dã. Không ngờ ngày hôm sau lại có một nhóm người không mời mà đến, dẫn đầu chính là Phá Quân. Chỉ bởi vì anh từ miệng của A Quỷ biết trong sơn trại có một quái vật nửa người nửa thú, Phá Quân và tham lang chính là trời sinh ra đã là kẻ thù, một cuộc đại chiến là không thể tránh khỏi. Trước khi đi, anh ta lại đưa 3 đồng bạc cho ông già mù. Tiên sinh, nghe một khúc đi, đợi tôi trở về đi. Cảm ơn ông chủ, anh ta ra lệnh cắt cổ A Quỷ làm quà gặp mặt, hy vọng Tiểu Mỹ có thể đưa anh đi gặp tham lang, nếu không toàn bộ dân làng đều sẽ giống như A Quỷ. Không ngờ lúc này bầu trời xuất hiện 7 ngôi sao, cơ thể của tham lang đột nhiên xuyên qua đống đá lơ lửng giữa không trung, nốt ruồi 7 sao và chòm sao bắt đầu sau lưng anh ta cùng sáng lên. Tham lang không chỉ kích hoạt áo giáp hồi sinh sống lại, còn biến thành một con người thực sự. Anh ta hiện tại không những có thể né chuẩn đường đạn, mà đến cả lực chiến đấu cũng tăng lên mấy chục lần. Còn át chủ bài của Phá Quân khắp huyết, trước mặt anh ta cũng chỉ một kích. Phá Quân thấy vậy chỉ đành đích thân ra tay, nhưng cao thủ ra chiêu luôn luôn bất bại, chỉ trong tích tắc Phá Quân đã bị giết chết. Kể từ đó, ngay cả các thành viên trong gia đình cũng bị săn lùng điên cuồng bởi các thế lực thù địch. Khắp huyết để bảo đáp ơn của Phá Quân, đã đưa Ngô Kinh liều mạng chạy trốn. Đúng lúc này, một băng ghế nhỏ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, chặn đường của đám sát thủ lại. Đối mặt với một nhóm sát thủ máu lạnh, ông già mù lại vô cùng bình tĩnh, kéo đàn. AI biết một khúc này, đám sát thủ toàn bộ bị xóa sổ, và tham lang dưới sự gợi ý của thư sinh, tham gia quân đội phục vụ đất nước, trở lại quê hương sau nhiều năm, cùng với Tiểu Mỹ, trải qua cuộc sống hạnh phúc viên mãn.